Xin chào tất cả các bạn. Một trong những trận chiến tàn khốc cũng như là nguy hiểm của các loài vật xâm lấn trên thế giới tàn phá nền nông nghiệp. Chúng không chỉ gây thiệt hại cho hệ sinh thái mà còn cả cho cây trồng. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ kể về một trong những cuộc chiến sinh tồn của một người nông dân chống lại một trong những sinh vật tưởng chừng như vô hại, nhưng lại là kẻ xâm lược xâm chiếm nguy hiểm không ai khác, đó chính là lợn rừng. Một trong những loài xâm lấn nguy hiểm nhất tại Hoa Kỳ. Khi mà mùa thu hoạch vừa qua, chúng ta có thể chứng kiến những cuộc xâm lấn của những đàn lợn rừng trên những cánh đồng ngô ở Texas, Hoa Kỳ. Điều đặc biệt đáng chú ý là sức tàn phá vô cùng khủng khiếp của chúng và cái cách mà chúng tạo ra những cuộc bạo loạn trên những cánh đồng ngô hơn bao giờ hết. Mũi của lợn rừng rất thính, chúng có thể ngửi thấy mùi thức ăn và những cánh đồng ngô trù phú. Không chỉ những con lợn rừng trưởng thành gây ra sự tàn phá cho đồng ngô, mà chúng còn dẫn theo những đàn con của chúng. Chúng dẫn vào những cánh đồng để ăn những thực phẩm mà nông dân chuẩn bị thu hoạch. Chúng ta có thể thấy được sự bất ổn của nông dân Mỹ trong quá trình trồng trọt. Khi mà lợn rừng có thể gây ra những thiệt hại vô cùng lớn dành cho nông dân. Lợn rừng dẫm đạp hoặc là ăn cây trồng cũng như hạt giống trước khi chúng nảy mầm. Rất dễ dàng để nhận thấy những dấu chân khổng lồ của những con lợn rừng trên những cánh đồng mới. Đặc biệt là những cánh đồng mới trồng. Những con lợn rừng, chúng không ngần ngại phá hủy lúa mạch, ngũ cốc hay là những trang trại nông nghiệp của nông dân, đặc biệt là những cánh đồng ngô, thay vì lựa chọn của chúng là những thực phẩm khác ở những khu vực khu rừng nguyên sinh hay là những bãi đất trống. Ngay lúc này, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của ngô đối với lợn rừng là như thế nào. Vì ngô là một phần không thể thiếu trong thực phẩm hàng ngày. Ở những cánh đồng ngô này cung cấp chất dinh dưỡng và những năng lượng tốt cho những con lợn rừng. Những cánh đồng ngô là nơi hàng triệu con lợn rừng có thể dễ dàng chọn nơi ẩn náu để kiếm ăn. Lợn rừng sẽ phá hủy những cánh đồng ngô từ ở giữa thay vì từ bên ngoài. Vì rõ ràng là như vậy sẽ dễ dàng hơn cho chúng trong việc thoải mái phá hủy và ăn ngô. Tại Hoa Kỳ, lợn rừng gây ra thiệt hại lên tới 2,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chính phủ đang tăng cường nỗ lực chống lại lợn rừng, đặc biệt là trong mùa vụ ở Texas, Hoa Kỳ. Số lượng lợn rừng tự nhiên ngày càng gia tăng và những cánh đồng ngô thì ngày càng thiệt hại tồi tệ hơn vì điều này đã đặt những người nông dân rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Săn lợn rừng ngoài đồng là một trong những hoạt động thú vị và thường được mọi người thực hiện, đặc biệt là những người yêu thích săn bắn. Tuy nhiên, để làm được điều này, các thợ săn cũng không quên việc tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình săn bắt. Các thợ săn thường lẻn vào trong lúc lợn rừng đang loay hoay tìm kiếm thức ăn và sau đó tìm cơ hội bắn chúng một cách chính xác nhất. Lợn rừng ở Mỹ đã phá hủy nhiều cánh đồng ngô và bao vây các khu dân cư. Người dân sống ở gần các khu vực có lợn rừng chịu những áp lực vô cùng lớn, nhiều lúc đang đạp xe trên các cánh đồng ngô hay làm việc trên các cánh đồng ngô cũng rất dễ dàng bị chúng tấn công. Nhưng các bạn cũng có thể bắt gặp một hoặc hai con lợn rừng chạy lung tung tàn phá, chà đạp tài sản của nông dân như là hàng rào, kho chứa, chuồng trại, v.v.
Các loại bẫy lợn rừng cũng đã được những người nông dân ở Hoa Kỳ thực hiện, nhưng hiệu quả mà nó mang lại là chưa cao bằng việc lợn rừng phá hủy. Chúng phá hủy mùa màng, cây trồng, đặc biệt là trong mùa thu hoạch. Vậy, đối với những cánh đồng ngô lớn hơn thì sao? Lợn đực gây ra tổn hại vô cùng lớn cho nông dân, đặc biệt là nông dân trồng ngô. Ở những cánh đồng lớn này, lợn rừng bất ngờ tấn công vào một trong những diện tích lớn ngô gây thiệt hại, không chỉ cho đất mà còn là cây trồng. Những con lợn rừng lớn, chúng có thể ăn tới 50kg thức ăn mỗi ngày, đặc biệt trong đó là ngô. Để ngăn lợn rừng phá hoại ruộng ngô, vào ban đêm, nông dân sẽ tổ chức các cuộc săn bắn trên các cánh đồng ngô. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Để làm được điều này, họ phải có nhiều năm kinh nghiệm săn bắn và tầm nhìn một cách vô cùng chính xác. Bởi vì bạn không thể chạy trốn nhanh chóng khỏi một trong những con vật đáng sợ như lợn rừng, vì chúng rất năng động, linh hoạt và nhanh nhẹn vào ban đêm. Chúng thường đi theo đàn, và mỗi đàn sẽ có khoảng từ 10 đến 20 con lợn rừng. Nên bạn cần phải thật nhanh và chính xác để không có con lợn rừng nào có thể bỏ chạy hoặc là tấn công bạn. Trên các cánh đồng ngô có quy mô lớn, lợn rừng không chỉ phá hoại ruộng ngô mà còn có thể gây ô nhiễm. Không chỉ gây ô nhiễm về đất mà chúng còn đe dọa đến nguồn nước cũng như đe dọa con người, gia súc và động vật hoang dã hoặc là những con thú cưng của bạn. Lợn rừng tấn công và ăn thịt bất cứ thứ gì mà chúng thấy, ngay cả là xác của những loài động vật khác. Những con lợn rừng, chúng xâm nhập vào các thành phố, lục lọi thùng rác và gây ô nhiễm môi trường. Lợn rừng ở Hoa Kỳ nhiều tới nỗi, chúng có thể đi lại tự do trên đường, khiến cho những người dân đang lưu thông ở các phương tiện, đặc biệt là ô tô, vô cùng e ngại. Khi mà với số lượng lớn lợn rừng tấn công và phá hủy ruộng đồng, ruộng ngô như vậy, chúng ta cần phải tìm cách và tìm ra giải pháp để bảo vệ, gìn giữ những cánh đồng ngô, nhưng song song với đó vẫn phải bảo vệ, cân bằng hệ sinh thái, không được để chúng tuyệt chủng. Như bạn đã biết, về mối đe dọa và nỗ lực của nông dân Mỹ để tìm cách bảo vệ các cánh đồng ngô bị lợn rừng xâm lấn. Chúng ta có thể săn bắt lợn rừng nhưng cũng phải cùng nhau sát cánh hành động để bảo vệ môi trường và nguồn thực phẩm quan trọng này. Có rất nhiều các loài xâm lấn đang đe dọa hệ sinh thái về nền nông nghiệp của Mỹ. Và liệu rằng nếu là quý vị, quý khán thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình đang đối mặt với thực trạng nạn xâm lấn của lợn rừng trên đất nước Mỹ, quý vị và các bạn sẽ đối mặt với chúng như thế nào và giải pháp của quý vị và các bạn đưa ra là ra sao khi chúng liên tiếp xâm lấn và phá hủy mùa màng của quý vị và các bạn? Chúng ta cũng đừng quên để lại ý kiến và giải pháp của mình phía bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi với chúng tôi và nhiều người được biết thêm ý kiến của quý khán thính giả và các bạn.